Sau khi xuất hiện clip do một người phụ nữ đưa lên mạng tố cáo hải quan sân bay Nội Bài làm luật khi kiểm tra hàng hóa của khách, ngày 21 tháng 12, Tổng cục Hải quan yêu cầu đình chỉ 8 cán bộ hải quan Hà Nội. Tuy nhiên, dư luận vẫn đang mong chờ cơ quan chức năng làm rõ các tố giác về hành vi tiêu cực bất thường trong quá trình kiểm tra hành lý, đồng thời xem xét trách nhiệm của cán bộ phụ trách ca trực để sự việc diễn biến phức tạp gây bức xúc dư luận. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2017, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải một clip dài 42 phút về quá trình cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa của hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài. Đoạn clip trên được hai mẹ con chị NTD ghi lại tại chi cục hải quan sân bay Nội Bài vào ngày 17 tháng 12. Theo clip ghi lại, giữa chị D và cán bộ hải quan có lời qua tiếng lại, thậm chí thách thức nhau. Chị Đê cho rằng vì không chịu làm luật 5 triệu đồng trên một kiện hành lý nên mới bị yêu cầu đưa hành lý vào phòng để kiểm tra. Chị Đê cho biết tất cả những đồ trong hai kiện hành lý của chị gồm quần áo cũ, đồ gia dụng và một số đồ đấu giá gửi từ Nhật Bản về Việt Nam với giá trị là 100 triệu đồng vừa trúng đấu giá. Trong đó có một số hàng chị dùng làm đồ từ thiện cho các đồng bào ở Hà Giang vào ngày 27 tháng 12. Không có cái gì, chỉ có toàn quần áo cũ thôi. Thế nhưng mà ai cũng mắc vào đây như thế này nhá. Có tiền người ta đi du lịch mà người ta mua đồ mà lại về thì mất tiền. Cửa tiện bắt người ta lộp 5 triệu. Ok, không có tiền lộp thì như vậy. Người phụ nữ đã cho mở tung đồ ra và nói. Đáng chú ý, cán bộ hải quan đề nghị kiểm tra hai kiện hàng đứng tên người khác. Nhưng do con gái chị Đê đẩy được camera ghi lại thì chị Đê khẳng định nó làm luật rồi, thuê nó rồi, nó phải đẩy ra, nó phải chịu trách nhiệm cho tôi. Hà 10 đô một cân. Ngay lập tức, đoạn clip này đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Đa phần các ý kiến khi xem đoạn clip trên đều bày tỏ sự không đồng tình về lời lẽ tục tĩu to tiếng của phía khách hàng, nhưng cũng rất bức xúc về thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực, thiếu chuyên nghiệp của các cán bộ hải quan tại sân bay Nội Bài. Nhiều người tỏ ra choáng váng khi số tiền bị tố làm luật nhiều như vậy. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Cục Hải quan Hà Nội đình chỉ toàn bộ kiếp trực làm thủ tục cho hai hành khách nhập cảnh trên chuyến bay VN385 từ Nhật Bản về Hà Nội ngày 17 tháng 12 vừa qua. Trong đó có một lãnh đạo chi cục phụ trách, hai lãnh đạo đội và 5 cán bộ thuộc đội thủ tục hành lý nhập khẩu thuộc chi cục hải quan, cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Quốc Hùng, chi cục trưởng Cục Hải quan sân bay Nội Bài Hà Nội thừa nhận. Còn hai cái đồng chí đó, thì một đồng chí là coi không mặc trang phục. Đấy. Không mặc trang phục. Và một đồng chí nữa là trang phục chưa đúng điều lệnh. Trên ga thì cũng làm sớm làm chiều. Đấy, người ta nói mà nếu đúng quy định là các đồng là sai quy định, không đúng quy định. Ông Hùng chia sẻ, đáng tiếc ông Nguyễn Khắc Anh, đội trưởng đội hành lý nhập khẩu và bà Nguyễn Thị Thủy Linh, đội phó đội hành lý nhập khẩu trực tiếp phụ trách ca trực, nhưng khi xảy ra vụ việc không có mặt. Theo quy định thì 5 phút phải có mặt để xử lý. Có hay không, cán bộ phụ trách ca trực thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cán bộ ăn mặc không đúng quy định của ngành, hành xử thiếu chuẩn mực với người dân, không có mặt kịp thời để sự việc diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, điều dư luận hết sức quan tâm về những việc có hay không, việc cán bộ hải quan nhũng nhiễu, vòi vĩnh tiền của người dân khi tiến hành làm thủ tục thông quan tại sân bay Nội Bài, hoặc một số cá nhân móc nối nhận tiền của người dân để chuyển hàng vượt tiêu chuẩn, trái quy định lọt qua cửa hải quan. Đối với trường hợp chị NTD, qua quá trình kiểm tra giám sát, nhân viên hải quan thấy hai mẹ con có 6 kiện đẩy xe, nghi thấy nhiều so với quy định nên nhân viên mới đưa vào soi chiếu kiểm tra thủ công. Sau khi kiểm tra, có một số đồ, vali, thùng các tông của hai mẹ con chị D, nhưng có hai thùng không phải của chị D, ông Hùng cho hay. Đáng chú ý, theo quy trình kiểm tra của hải quan, khi kiểm tra thủ công thì một là kiểm tra trong khu vực hoặc phòng của cơ quan hải quan và được gắn camera. Tuy nhiên, ban đầu hành lý của mẹ con chị D được đưa vào phòng không có camera để kiểm tra. Ông Hùng lý giải. Trong thực tế mà nói thì coi ở ngoài chúng tôi thì có 5 phòng, thì có 2 phòng là không trang bị camera. Vì sao? Bởi vì một phòng là chúng tôi là ngồi để soi người khác, tức là để gắn toàn bộ cái của lãnh đạo chỉ huy là ngồi để xem camera ở ngoài khu vực. Một phòng nữa là phòng sinh hoạt tập thể, phòng gọi là phòng nội bộ, sinh hoạt nội bộ. Thì không có camera, còn 3 phòng lại là có camera. Có những trường hợp là khi mà coi như nó đông, thì về chúng tôi kiểm tra thì thông thường là có nam có nữ, có trường hợp là phải kiểm thẻ. Kiểm tra là coi như nói chung là cho nó tế nhị thì phải lên mỗi người một phòng. Những cái trường hợp nó đông quá thì có thể là coi đưa người ta sang chờ những cái phòng mà không có camera. Nhưng về nguyên tắc khi kết thúc kiểm tra là anh phải đưa sang cái phòng camera để xác nhận. Khi chúng tôi đặt ra câu hỏi liệu có tình trạng đông khách nên mới đưa hành lý của chị D vào phòng không có camera để kiểm tra hay không, thì chi cục trưởng chi cục hải quan sân bay Nội Bài nói phải kiểm tra lại. Mặc dù chị Đê khẳng định chúng đấu giá lô hàng với giá trị 100 triệu đồng. Em đã sang Nhật và làm một chuyến đấu giá mọi người đã biết rồi.
tất cả những sản phẩm ở bên Nhật gửi về để cho đồng bào Hà Giang. Ngày 27 tháng 12 này Đường Dương đi và số tiền đấu giá quyên góp là 100 triệu. Chiếc đĩa này vừa được đấu giá ngày hôm qua ở tại Nhật Bản. Và em Facebook Dương Thái mua để ủng hộ đồng bào Hà Giang với giá 4 triệu đồng ngày hôm qua. Tuy nhiên, ông Hùng lại thông tin nhân viên hải quan lấy tiêu chuẩn hành lý của chị D là phù hợp, tức giá trị nhỏ hơn 10 triệu đồng nên đã cho chị thông quan. Chị có nói rằng là coi trong video clip là 100 triệu đấu giá bên kia. Nhưng đấy chỉ là lời nói của chị thôi. Chứ còn được thực tế để chứng minh mà chúng tôi đang làm luật thì phải chứng minh, chứ không phải là coi như người ta thừa nhận. Nếu quá 10 triệu thì đương nhiên phải đóng thuế. Còn những trường hợp mà đi làm từ thiện thì phải có giấy và cũng phải mở tờ khai thủ tục hải quan để làm cái thủ tục miễn thuế theo quy định của pháp luật. Chứ không phải chị bảo là coi chị đi mà coi như làm từ thiện, mà chúng tôi tin cái lời nói của chị, nó phải có văn bản. Đầu tiên thì người ta là coi không hợp tác và người ta có lời lẽ như thế. Thế nhưng sau đó là coi như khi mà chúng tôi là động viên thì người ta đã là coi như tiến hành kê khai và xác định rõ là coi như là cái lượng hàng đó là nó đúng tiêu chuẩn hành lý và theo đúng cái nghị định 134 quy định của chính phủ chúng tôi đã thông qua. Bên cạnh đó, tiết lộ bất ngờ về đường dây móc nối về người bí ẩn được chị Đê khẳng định là nó làm luật, thuê nó rồi nó phải chịu trách nhiệm cho tôi, 10 đô 1kg vẫn chưa được làm rõ. Ông Vũ Quốc Hùng, chi cục trưởng Cục Hải quan sân bay Nội Bài cho biết. Còn ngoài ra là coi hai cái kiện nhầm ấy mà chúng tôi nghi ngờ đấy, thì hiện tại bây giờ là coi như là đã trả vào lốt đen phao. Tức là coi như cái hàng đó, bởi cái hàng tên chị Dương, nhưng cái hai kiện hàng đó thì lại không mang tên chị ấy. Đấy chính chúng tôi nghi ngờ thế. Thế thì bây giờ là trả vào cái chỗ hành lý thất lạc và chờ là coi như là giải quyết theo quy định. Nói về vụ việc này, ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ chống hàng giả Việt Nam cho biết. Vấn đề đôi co, tại sao nó lại xảy ra vấn đề đôi co? Tôi nghĩ từ hai phía. Cái thứ nhất là từ trước đến nay có hay không cái hiện tượng là hải quan bao che tiếp tay cho một số các đối tượng sử dụng đường hàng không để buôn lậu hàng hóa. Tôi nghĩ là có và cũng không ít. Trái lại thì ở đây vấn đề là về phía khách hàng cũng có lỗi. Cái lỗi thứ nhất của khách hàng là về việc chấp hành cái quy định của hải quan là không nghiêm túc, cho nên dẫn đến chửi bới đôi co rồi nói những lời lẽ nó rất là xúc phạm. Tôi nghĩ rằng cái việc đấy phía khách hàng cũng không được phép, cũng không được phép. Qua đây thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra làm rõ có hay không việc nhũng nhiễu vòi vĩnh tiền của người dân khi tiến hành làm thủ tục thông quan tại sân bay Nội Bài, hoặc một số cá nhân móc nối nhận tiền của người dân để chuyển hàng vượt tiêu chuẩn, trái quy định lọt qua cửa hải quan. Bên cạnh đó cũng cần làm rõ và xử lý nghiêm những dấu hiệu vu khống, lăng mạ cán bộ hải quan của chị NTD khi làm việc với cán bộ hải quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.